Trong khuôn khổ chiến dịch Giờ Trái Đất 2019 do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, tại thành phố Bắc Ninh đã diễn ra hoạt động tham quan và chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm năng lượng trong sản xuất tại nhà máy Sơn Hà, tập đoàn Sơn Hà và tọa đàm giải pháp năng lượng xanh cho tương lai. Hội thảo đã đưa ra cái nhìn tổng quan về tiềm năng sản xuất năng lượng tái tạo tại Việt Nam, những giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng và thân thiện với môi trường, giúp nguồn cung điện bớt phụ thuộc vào các nguồn truyền thống. Bộ Công Thương cho biết, giải pháp năng lượng xanh cho tương lai đó là tập trung tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, bởi đây là khu vực có mức tiêu thụ năng lượng nhiều nhất. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất có thể đạt được từ 20 đến 30%, thậm chí 40% nếu các doanh nghiệp quan tâm tới các vấn đề này và sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Đứng ở góc độ doanh nghiệp, chia sẻ tại tọa đàm, đại sứ chiến dịch Giờ Trái Đất, chủ tịch tập đoàn Sơn Hà cho biết, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2019, tập đoàn Sơn Hà không chỉ triển khai sản xuất và cung ứng ra thị trường các sản phẩm sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như sản phẩm thiết bị nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, biogas, vân vân, mà còn áp dụng nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm 30% chi phí năng lượng cho sản xuất tại nhà máy của tập đoàn.